Đây là cúc, con tôi. Còn đây là cá, cũng là con tôi luôn. Xí xí, hình như hơi nhanh đúng không mấy bà? Thôi làm lại cho dễ hiểu nha. Năm đứa tập hợp để tôi giới thiệu đội hình nào. Đó, đó, ai ghẹo gì bạn? Ai ghẹo gì bạn? Tôi đâu có đụng với bạn đâu. Ai ghẹo bạn? Ai ghẹo bạn hay bạn ghẹo tôi? Ta nói năm đứa mà đứng chung một cái khung là thế nào cũng có biến à. Thôi để tôi làm lợi cho nó dễ hiểu nha. Đầu tiên thì đây là con cám, 5 tuổi. Tiếp đến là con cún, 4 tuổi. Kế đến nữa là con cúc béo này, cúc thì hơn 3 tuổi. Tiếp theo đến con cu là hơn 4 tuổi. Và cuối cùng là con sáng, sáng thì được gần 3 tuổi nha mấy bà. Gọi cám, cún, cúc, cu là đã đủ rồi đó. Giờ tới lượt giới thiệu thành viên mới này. Đây là thành viên mới của nhà tôi, tên là cá. Cá này thì được gần 5 tháng tuổi rồi nha mấy bà. Khoảng hơn 4 tháng trước thì đây là lần đầu tiên tôi đi gặp cá. Nói chung là sự hình thành và phát triển của cá nó cũng rất là bất ngờ đối với tôi ấy. Tại vì kế hoạch của hai vợ chồng tôi là 2025 mới sinh em bé. Mà mấy bà có nghe câu chuyện mà mua vé số một lần trúng luôn giải đặc biệt không? Thì đó, vợ chồng tôi là kiểu vậy á. Bao nhiêu năm phòng tránh không sao mà xảy ra một lần là dính luôn mấy bà ơi. Và đây là nụ cười của kẻ chiến thắng. Đây là tôi lúc mà có em bé được 3 tháng này. Nói chung cũng không có gì thay đổi hết á mấy bà. Ban đầu thì tôi nghén cho nên là cũng không ăn được nhiều. 3 tháng rưỡi cũng không có gì thay đổi là mấy. Lúc này thì tôi vẫn là 52kg nha. Cái khúc này là tôi được 4 tháng rồi nè. Nó cũng hơi nhú nhú bụng rồi đó. Tại vì tôi có em bé á, nội ngoại đều rất là cưng chiều. Và cả chồng tôi cũng thương nữa. Thành ra 5 tháng tôi có bầu á, thì ngày nào tôi cũng cười hố hố hết á. Cái khúc này là trước Tết này. Lúc này tôi có bầu được hơn 4 tháng rồi. Bạn tôi nói là mày có bầu dữ chưa? 4 tháng rưỡi nè mấy bà. Nhú nhú lên chút rồi nha. Còn đây là cái clip mà tôi vừa mới quay sáng nay luôn. Gần 5 tháng thì lúc này tôi đã cảm nhận rõ được em bé máy máy trong bụng tôi rồi đó. Chắc là mấy bà cũng biết vì sao tôi đặt tên em bé là cá rồi đúng không? Để cho nó cùng vần cám, cún, cúc, cu, cá. Còn sáng thì kệ sáng. Hiện thì tôi chưa có mua sắm gì cho em bé hết trơn á. Đây đều là quà của nhà Kona này, nhà Vitamin Mèo và nhà Hello Pet tặng tôi á. Chắc là mấy bà sẽ thắc mắc giới tính của em bé là gì đúng không? Giới tính của em bé cùng giới tính với con sáng nha.